Chương 107. Nguyễn Trạch Nhạc ngơ ngác đứng một bên, nhìn Tiêu Vũ với vẻ không thể tin được, hỏi: "Không thể nào? Cô tập đàn bao lâu rồi?" Tiêu Vũ cười hỏi: "Muốn nghe lời thật không?" Nguyễn Trạch Nhạc ngơ ngác gật đầu, Tiêu Vũ cười nói: "Nửa năm." Nguyễn Trạch Nhạc siết tay để không cho ai thấy tay mình đang run lên, cậu ta cắn chặt môi. Tiêu Vũ làm một cử chỉ mời và nói với Nguyễn Trạch Nhạc: "Đến lượt cậu." Nguyễn Trạch Nhạc nhìn chiếc ghế đầu piano trước mặt mà chân không thể di chuyển. Chỉ cậu ta mới biết, một khi đã ngồi xuống, cậu ta không thể đàn được một nốt gì hết. "Làm sao vậy?" Một người đàn ông trung niên đeo kính viễn với mái tóc lấm tấm bạc từ trên lầu đi xuống. Ông ta liếc nhìn Nguyễn Trạch Nhạc hỏi: "Em sao vậy?" Nguyễn Trạch Nhạc lắc đầu, ông ta lại nhìn Tiêu Vũ đang đứng phía bên kia chiếc piano hỏi: "Nghe nói cô đấu đàn với học trò của tôi." Tiêu Vũ gật đầu nói: "Đây không phải là khu giao lưu sao?" Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia giận dữ, ông ta bước nhanh đến cây đàn piano, sau đó nói: "Tôi đấu với cô một trận đi." Tiêu Vũ lắc đầu đáp: "Không cần, tôi đã đấu với cậu ta rồi." Giáo sư nghe xong lại càng tức hơn, trực tiếp ngồi xuống nói: "Đi đấu với trẻ con thì bản lĩnh gì?" Tiêu Vũ khoanh tay trước ngực nhìn ông ta nói: "Vậy giáo sư so đo với người trẻ như cháu thì bản lĩnh gì ạ? Bắt nạt cháu còn nhỏ ạ?" Ông giáo sư không ngờ Tiêu Vũ lại có thể nói như vậy, tức đến phát cười nói: "Không ngờ lại là một người kén chọn như vậy. Tôi biết cô, quán quân cuộc thi piano ở Mỹ. Sau khi video được công bố, chúng tôi không ngờ cô sẽ giành được chức quán quân. Nhưng cô thực sự đã làm rất tốt trong phần thi cuối cùng." Ông ta đứng dậy, nhìn Tiêu Vũ rồi tiếp tục nói: "Xin chào, tôi là Triệu Húc, đạo sư của Nguyễn Trạch Nhạc, cũng là giáo sư khoa piano của Nhạc viện Phú Hàn." Thái độ của vị giáo sư này tốt hơn, nên thái độ Tiêu Vũ cũng dần bình thản. Cô nói: "Xin chào, tôi là Tiêu Vũ, coi như một nghệ sĩ piano mới." Có lẽ thái độ của Tiêu Vũ cũng tốt hơn, nên thái độ đấu kiếm dương nỏ lúc nãy cũng biến mất. Triệu Húc mỉm cười nói với cô: "Chúng ta lên lầu nói chuyện nhé." Tiêu Vũ liền chỉ vào Nguyễn Trạch Nhạc nói: "Để cậu ta đi cùng luôn ạ." Đương nhiên, Triệu Húc đồng ý, ông ta cũng cảm thấy Nguyễn Trạch Nhạc nên chịu khổ một chút, nhưng tuyệt đối không phải dưới phương thức phá hủy này. Vì vậy, mấy người họ lên lầu, mở một phòng riêng để trò chuyện. Triệu Húc rót một tách trà cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nói cảm ơn. Triệu Húc tiếp tục: "Sự tiến bộ của cô trong cuộc thi piano Mỹ cực kỳ thần tốc, quá trình từ vòng loại cho đến quán quân, piano của cô tiến triển như biến chất vậy, chuyện này rất khó đạt được. Đứa học trò danh của tôi đạt trình độ gì, tôi đều biết rõ ràng. Không phải tôi phóng đại đâu, nhưng hiện tại, nghệ sĩ piano nghiệp dư sớm không có khả năng làm đối thủ của nó nữa." Tiêu Vũ gật đầu, nhấp một ngụm trà nói: "Đúng là như thế." Nghe được lời tán thành của Tiêu Vũ, Triệu Húc rất kiêu ngạo, ông ta nói tiếp: "Tôi biết tài năng của thằng bé, nó mới học đàn được 7 năm, nhưng chắc chắn đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Người cùng tuổi so được với thằng bé, tôi tin rằng trên thế giới này không bao giờ vượt quá con số này." Triệu Húc duỗi một bàn tay, chính là trong lòng Triệu Húc, nếu cùng độ tuổi thì trên đời này nhất định không quá 5 người so với Nguyễn Trạch Nhạc. Thậm chí Tiêu Vũ còn cảm thấy Triệu Húc chỉ đang khách sáo thôi, chứ trong lòng ông ta thậm chí còn cảm thấy trong độ tuổi này, Nguyễn Trạch Nhạc nhất định là số 1. Nhưng Tiêu Vũ cũng gật đầu, coi như đồng ý. Triệu Húc thở dài nói: "Tôi biết thằng bé có tài năng tốt, nhưng người tài năng cũng cao ngạo. Nhiều năm qua, tôi luôn kiểm soát chặt chẽ số lần nó đấu đàn ở bên ngoài, không dễ dàng cho đấu với người chênh lệch quá nhiều, cho dù có tốt hay không tốt. Không tốt thì tôi lo thằng bé sẽ phá hủy người khác, tốt thì tôi lại lo người khác phá hủy thằng bé. Cũng may đại đa số người có trình độ cao đều quý trọng nhân tài. Chẳng sợ, đôi khi tôi không có ở đó, một ít người thấy thằng bé có thiên phú tuyệt hảo cũng nhẹ tay hơn." Tiêu Vũ tiếp tục gật đầu nói: "Tôi hiểu rõ. Chỉ cần thuộc nhóm người đi đầu trong ngành này thì khi nhìn thấy một mầm non xuất sắc, thường sẽ không nhẫn tâm phá hủy, thậm chí sẽ quan tâm đến nó. Đây là một tâm lý bình thường. Vì vậy hầu hết mọi người gặp kiểu người như Nguyễn Nhạc Trạch, cho dù trình độ có cao hơn cậu ta nhiều, thì cùng lắm sẽ lấy phương thức hướng dẫn để trấn áp." Triệu Húc quay đầu lại nhìn cô nói: "Cô không hiểu, nếu không hôm nay cô sẽ không đánh thằng bé tàn nhẫn như vậy." "Thắng thua là chuyện bình thường." Tiêu Vũ nhìn nước trà trong tách, nhàn nhạt nói: "Ông không thể bảo vệ cậu ta cả đời, cậu ta có tài như vậy, sớm muộn gì cũng bước lên sân khấu quốc tế. Một khi cậu ta đi lên đó, điều cậu ta gặp không phải sự ổn định như trong nước. Nghệ sĩ và tuyển thủ piano của nước ngoài khác với trong nước, nên giáo dục và hun đúc về piano bên đó khiến họ có lợi hơn chúng ta nhiều. Họ cũng có điểm bắt đầu cao hơn chúng ta. Quan trọng là không phải ai cũng coi trọng nhân tài đâu." Triệu Húc nhắm mắt lại, gật đầu nói: "Tôi biết, tôi cũng biết đạo lý này. Nhưng trình độ piano của cô cũng không yếu.
Tôi nghĩ cô cũng biết hành vi của mình không làm cho học trò tôi trưởng thành. Một khi không kiểm soát tốt thì có thể hủy hoại con đường piano của nó. Đương nhiên là tôi biết. Tiêu Vũ để tách trà sang một bên, nhìn Nguyễn Trạch Nhạc trước mặt, nhìn vẻ mặt vẫn đang dại ra của cậu ta nói. Tôi cố ý làm như vậy. Triệu Húc thật sự tức giận, nhưng ngay sau đó ông ta bình tĩnh lại, hỏi Tiêu Vũ. Tại sao? Tiêu Vũ cười lạnh, nhìn Nguyễn Trạch Nhạc và nói. Tôi hiểu những gì ông nói, và tôi không nghĩ cậu ta không ngốc. Chắc chắn cậu vẫn nhớ giải đấu cúp thiếu niên, đấu đàn với người ta thì thôi, còn nói những ngôn từ chèn ép, dẫn đường chỉ lối, ám chỉ rõ ràng để đối phương thêm rối rắm rồi sinh ra những áp lực không cần thiết. Đây là thứ nhất. Thứ hai, biết rõ trình độ của mình với đối phương chênh lệch rất lớn, cũng không có bất cứ ân oán gì mà cố tình khiêu khích đối thủ để khơi mào trận đấu cầm. Cái đó thì qua rồi. Thứ ba, thấy đối phương tuyệt vọng thì lại lấy ưu thế tuyệt đối để giễu cợt, làm hành vi khiến đối phương không thể đứng dậy. Xin lỗi, tôi nhìn không quen. Triệu Húc sửng sốt, theo phản xạ nói một câu. Thắng thua là chuyện thường tình. Tiêu Vũ nhìn Nguyễn Trạch Nhạc đã có phản ứng, hắn đang nhớ đến chuyện khi đấy. Cô cười nói. Đương nhiên, chuyện đấu đàn thì về mặt pháp lý hay tình cảm đều không có vấn đề gì. Đối với ông, đi tới vị trí này thì đó là chuyện phổ biến, thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng tôi công nhận là tôi ôm ác ý, cũng như kỹ không bằng người. Nhưng nếu như vậy, cũng không thể trách tôi tới đây tìm cậu ta đấu đàn, ngay cả biết trình độ của mình cao hơn cậu ta nhiều, hơn nữa còn biết cậu ta có thể từ bỏ piano nếu thất bại nữa. Triệu Húc lại sững sờ, tức giận không biết nói gì. Tuy nhiên nghĩ đến hành vi Nguyễn Trạch Nhạc tại cuộc thi nên ông ta không biết phải phản bác ra sao. Cuối cùng chỉ có thể hỏi Tiêu Vũ. Không biết cô muốn Tiểu Nhạc làm gì? Xin lỗi đứa bé kia. Tiêu Vũ xua tay nói. Không cần đâu, nếu em ấy đã thua thì chuyện này không có đúng sai tuyệt đối. Một lời xin lỗi chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Núi lớn đã đè lòng em ấy, chỉ có thể nhìn xem bản thân em ấy có chịu đựng được hay không. Chịu đựng được thì dù mưa hay nắng vẫn sẽ một bước đi lên. Nếu chịu không được, cũng chỉ có thể coi như em ấy không có duyên với con đường piano này rồi. Giáo sư trở nên trầm lặng, Tiêu Vũ tiếp tục. Ông biết thắng thua trong đấu đàn là chuyện thường tình, cũng không biết ai sẽ hành hạ cây non. Vậy không phải chuyện tốt gì. Không phải hạt giống tốt trong tay ông mới là cây non, mà những hạt giống không tốt bằng trong tay người khác thì không phải. Để Nguyễn Trạch Nhạc tự giải quyết tốt đi. Rốt cuộc không phải ai cũng quý trọng nhân tài. Vị giáo sư nhìn Nguyễn Trạch Nhạc, cuối cùng nói với Tiêu Vũ. Xin lỗi. Tiêu Vũ đứng dậy nhẹ nhàng đáp. Bây giờ nói điều này cũng vô ích. Cây non của tôi đã đổ rồi, không biết có tự mình sống lại hay không. Cứ như vậy đi. Tiêu Vũ đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Nguyễn Trạch Nhạc, cậu ta vươn tay túm lấy cô, sau đó nhìn cô với ánh mắt cầu xin hỏi. Rốt cuộc cô đã học đàn bao lâu rồi? Không thể nào nửa năm được. Không có ai mới học nửa năm mà đạt tới trình độ đó. Tiêu Vũ nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng thở dài một hơi rồi đáp. Tôi bắt đầu học năm 3 tuổi. Lúc này Nguyễn Trạch Nhạc mới để Tiêu Vũ đi. Cậu ta lẩm bẩm. Mình biết ngay mà. Cũng học hơn mười mấy năm, tốt hơn mình cũng không có gì lạ. Tiêu Vũ nhìn cậu ta không nói gì, xoay người rời đi. Sau đó Tiêu Vũ nghe nói Nguyễn Trạch Nhạc không tham gia hết buổi hội thảo mà rời đi trước. Về sau thì Tiêu Vũ không biết, nhưng cô đã không gặp Nguyễn Trạch Nhạc trong thời gian ngắn. Nghĩ lại, lần đấu đàn này là cú đả kích lớn với cậu ta. Còn mai mốt cậu ta có tiếp tục nữa không? Tiêu Vũ thầm nghĩ, có lẽ mình sẽ gặp lại cậu ta một ngày nào đó trong tương lai. Xét cho cùng, tài năng của Nguyễn Nhạc Trạch quá tốt đối với cậu ta mà nói. Đôi khi, đả kích cũng là dịp tốt để lắng động lại. Đương nhiên, điều này cũng đúng với Phí Vũ Đồng. Ngày Phí Vũ Đồng gọi điện là ngày Tiêu Vũ rút tiền bên Thanh Trúc Xà. Sau 3 tháng không nhận được lương, cuối cùng cô cũng nhận được thông báo có thể rút tiền vào một buổi sáng nọ. Vui quá xá à? Tiêu Vũ vui vẻ chạy xuống lầu, uống cạn 2 bát cháo, còn đánh bạo nói muốn mua đồ cho Quý Huyền. Quý Huyền hào hứng nói, mua đồ sao? Mua cho anh à? Quà hả? Mua cái gì thì tốt? Mua gì tốt? Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền đang phấn khích nói, mua kẹo mút là được. Quý Huyền, anh không muốn ăn kẹo mút. Tiêu Vũ nhìn anh với dáng vẻ không tán đồng mà nói, sao anh bất bể dữ ạ? Tùy tiện mua một chút là được. Quý Huyền lắc đầu lấy điện thoại ra nói, không, 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 để anh sờ xem đã. Anh chọn một cái rồi báo cho em nhé. Tiêu Vũ nhìn mấy thứ Quý Huyền đang kiếm trên điện thoại, không thể không nói với anh. Trong vòng 100.000 tệ thôi đấy nhé, tốt nhất tầm 50.000 tệ, em không có nhiều tiền đâu. Quý Huyền, em keo thế. Tiêu Vũ gõ bàn nói lại, em có bao nhiêu tiền chứ, sao lại thành keo kia rồi. Đúng lúc này Phí Vũ Đồng gọi điện tới. Tiêu Vũ nhìn tên người gọi, mày nhướng lên.
Câu đầu tiên của Phí Vũ Đồng là: "Thưa cô, em còn muốn học piano ạ." Tiêu Vũ cười lắc: "Chỉ cần em muốn học, cô sẽ dạy em." Trước đây em vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích học đàn của em là gì. Trong thời gian này, em thậm chí còn không dám nhìn cây đàn piano. Tuy nhiên, sau khi ngừng học piano trong lúc này, em chợt hiểu ra. "Em hiểu ra điều gì?" Tiêu Vũ hỏi. Phí Vũ Đồng nói: "Hiểu rằng em học piano không phải vì mẹ nữa, mà là bởi em thích nó. Em muốn học thật tốt, em muốn nhìn thử xem mình có thể bước ra thế giới bên ngoài hay không. Về sau, em có thể gặp những đối thủ mạnh hơn mình, nhưng mà thắng thua không quan trọng. Em không học đàn để thắng, chỉ bởi em thích thôi ạ." Nói đến đây, Phí Vũ Đồng nhẹ nhàng nói thêm: "Ngay cả khi một ngày nào đó, em chỉ có thể là một giáo viên dạy piano, em cũng chấp nhận. Nếu em có thể nghĩ như vậy thì có nghĩa là em đã nghĩ thông. Vũ Đồng, nếu em muốn đi đến cùng thì cứ mặc. Nếu em muốn đi đến cùng thì cứ cố mà đi, không cần sợ đầu sợ đuôi." Phí Vũ Đồng gật đầu vui vẻ nói: "Cô ơi, em muốn học ma chơi." Tiểu Vũ loạng choạng, cô nói: "Em nên luyện Luke Campanello cho tốt đi." Phí Vũ Đồng lại nói: "Cái đó em vẫn luôn nghĩ mình không đàn tốt Luke Campanello được." Tiểu Vũ thở dài nói: "Vũ Đồng, em học piano với cô cũng gần một năm rồi. Lúc em mới tìm đến cô, em khiếm khuyết rất nhiều kỹ xảo. Nhưng khi đó, em đánh đàn cho cô nghe đều rất trực quan và tự nhiên. Bây giờ em đã là một người chơi piano ưu tú, nhưng em lại đánh mất những điều này." "Trực quan ạ?" Phí Vũ Đồng hỏi lại. Tiểu Vũ tiếp tục: "Em đã nghĩ về điều này chưa? Có thể vì lý do đó mà em đều biết những điểm chưa tốt trong phần biểu diễn của mình. Bởi vậy em bắt đầu nghi ngờ về trực giác âm nhạc với độ nhạy cảm của mình. Những thứ này cũng được gọi là tài năng đấy." "Tài năng ạ?" Dường như Phí Vũ Đồng không thể tin được, cô ấy nói: "Tài năng chẳng phải như tài năng của mấy tuyển thủ có thiên phú dị bẩm chứ ạ?" Tiểu Vũ cười nói: "Đó là tài năng trong lòng em, nhưng tài năng trong cô chính là loại phẩm chất này. Cô biết, lúc trước khi mới học đàn với cô, trong lòng em muốn học rất nhiều thứ. Vậy nên lúc đầu em học 1 giờ một tuần, rồi đến 4 giờ một tuần, và bây giờ là 6 giờ một tuần. Thời gian luyện đàn không ngừng tăng lên, cảm thấy mình đàn chưa nhuần nhuyễn, tiết tấu trường nhạc chưa ổn định lắm. Không được, mình phải tập luyện chăm chỉ hơn." Bên kia, Phí Vũ Đồng im lặng, cho dù những gì Tiêu Vũ nói không đúng 100%, thì Tiêu Vũ cũng đã nói ra hầu hết suy nghĩ của cô ấy. Tiêu Vũ tiếp tục: "Nếu em so sánh âm nhạc với một đầu bếp, em muốn trở thành một đầu bếp giỏi, em phải học tất cả các loại kỹ năng, học tất cả các loại phương pháp nấu ăn, học tất cả các loại dao và cách sử dụng gia vị. Nhưng tiền đề là em phải chuẩn bị nguyên liệu tốt cho bữa chính đã." Cũng đạo lý đó, nếu ngay từ đầu em đã cảm thấy mình có nhiều kỹ năng nấu nướng cần học, nhưng mà từ khi bắt đầu học nấu ăn, em lại quên mất việc lựa chọn nguyên liệu cho tốt thì sao? Em cảm thấy sai lầm này thuộc về cấp độ nào? Phí Vũ Đồng dường như hiểu, lại dường như không hiểu, nhưng ý ẩn dụ rất rõ ràng. Cô ấy giàu dĩ đáp: "Cấp thấp ạ." Tiêu Vũ cười nói: "Đúng vậy, những kỹ năng nấu nướng đó chính là kỹ năng đàn mà em muốn học, còn nguyên liệu tốt chính là trực giác mà em đã từng có. Chính Vũ Đồng cấp lấy, đừng nghi ngờ tài năng và năng lực của em nữa. Em đã sớm có rồi, hãy tôn trọng nó và nâng niu nó nhé." Stanislavski nói rằng: "Yêu nghệ thuật trong trái tim mà." Phí Vũ Đồng đột nhiên hồng não, cô ấy ừ một tiếng thật mạnh rồi hỏi: "Sao hôm nay cô lại nói đến cái này vậy ạ?" Tiểu Vũ thở dài nói: "Không phải đột nhiên, tháng sau có thể cô sẽ xuất ngoại. Trong thời gian ngắn cô không có cách nào dạy em. Cô không muốn em bị lạc đường, rồi dậm chân tại chỗ." Phí Vũ Đồng sửng sốt, vội vàng hỏi tại sao cô đột nhiên ra nước ngoài. Tiêu Vũ không nói lý do, chỉ bảo cô về rồi nói sau, liền cúp điện thoại. Lần trước ra ngoài, Tiêu Vũ đã mua cho Quý Huyền một món quà. Quý Huyền cực kỳ kích động, anh cầm chiếc hộp lớn mà Tiêu Vũ đưa cho anh và vui vẻ mở ra. Sau đó, liền thấy một chiếc hộp nhỏ hơn một chút bên trong. "Quý Huyền, 3. Tiêu Vũ cười nói: "Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?" Quý Huyền hào hứng hỏi: "Bao nhiêu lớp? Có nhỏ không? Chẳng lẽ là nhẫn?" Vì thế, Quý Huyền lại vội vàng mở hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi còn lại hộp trong cùng. Tay run run mở chiếc hộp to bằng lòng bàn tay rồi nhìn vào bên trong. "Quý Huyền, 3. Tiêu Vũ, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Không có gì hết." "Quý Huyền, 3. Tiêu Vũ bật cười to, Quý Huyền thật sự cũng không nổi nóng hay gì mà chỉ bất lực mỉm cười nhìn cô. Lúc này Tiêu Vũ mới lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi ra đưa cho anh. Đó là một chiếc nhẫn ngón cái, Quý Huyền thấy nó lại vui vẻ. Sau đó Tiêu Vũ nói với anh về việc đi nước ngoài. Quý Huyền cau mày hỏi: "Em muốn đi một mình?" Tiêu Vũ gật đầu. Quý Huyền nhìn vẻ mặt của Tiêu Vũ rồi hỏi:
Anh luôn nghĩ rằng em có điều gì đó muốn giấu anh. Tiểu Vũ, lúc này em vẫn không muốn nói sao? Tiểu Vũ dường như đang suy nghĩ về điều này. Quý Huyền tiến lại gần cô, cọ ngửi chỗ cổ cô rồi nói. Tiểu Vũ, chúng ta là vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Tiểu Vũ theo phản xạ có điều kiện nói tiếp nửa câu sau. Có họa thì mỗi đứa bay một hướng. Quý Huyền, em biết anh không có ý này mà. Tiểu Vũ gật đầu nói. Em biết, nhưng em không biết phải nói thế nào. Quý Huyền nhìn Tiểu Vũ cuối cùng nói. Nếu em đã không biết, vậy để anh hỏi trước. Chuyện em đang giấu anh liên quan đến cha mẹ vợ đúng không? Tiểu Vũ quay lại nhìn anh. Quý Huyền nói tiếp. Lúc trước em có hỏi anh vì sao không về ở với cha mẹ. Khi đó anh không muốn nhắc đến nên không nói. Nên anh cũng không trách em không muốn nói với anh. Bây giờ anh kể cho em nghe rồi em nói cho anh nghe nhé, được không? Tiểu Vũ gật đầu. Quý Huyền có vẻ suy nghĩ nên kể bằng cách nào. Anh nói. Hầu hết chuyện của nhà họ Quý thì em đều biết. Ông nội đã giao Quý thị cho cha anh trước khi anh ra đời cơ. Dù thế thì thực tế cha anh không có thực quyền. Các chuyện lớn của công ty vẫn phải được ông nội thông qua. Anh được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Sau khi Quý Huyền được sinh ra, ông nội Quý đã buông lỏng quyền kiểm soát với cha Quý. Ông nghĩ rằng con mình cũng làm cha rồi, chắc sẽ làm việc đàng hoàng hơn. Ông nội Quý thoải mái một chút là cha Quý càng làm việc chăm hơn. Lúc mẹ Quý mang thai Quý Huyền không để ý nên trượt chân ngã. Thế là Quý Huyền sinh non, mà thân thể mẹ Quý cũng bị tổn thương. Kết quả là sức khỏe Quý Huyền rất kém, 2 năm đầu cứ bị bệnh liên miên. Thấy cháu trai ốm suốt thế này không ổn, ông nội Quý liền nhúng tay vào, đưa Quý Huyền sống với mình. Mấy đứa nhóc nông thôn đứa nào cũng chắc nịch, treo đèo lội suối là chuyện thường. Khi Quý Huyền về nông thôn, phải nói không mất nhiều thời gian để anh y như một đứa trẻ vùng quê vậy. Ông nội Quý vốn muốn đợi Quý Huyền đến tuổi đi học thì đưa về, như vậy sẽ ổn định hơn. Nhưng sau khi trở về với cha mẹ, Quý Huyền chỉ ở được 3 tháng rồi chạy về, không bao giờ nhắc đến cha mẹ nữa. Đây là điểm mà ông nội Quý và Tiểu Vũ không hiểu được. Nói đến việc sau khi Quý Huyền bị ông nội Quý đưa đi, cha Quý bận rộn với công ty, mẹ Quý ở nhà nhớ nhung lại rất cô đơn, rất nhanh có thêm một đứa con. Đó là Quý Yến, mới sinh ra đã khỏe mạnh, trắng trẻo, mới 2 tháng đã cười khiến người ta yêu thích. Có 2 đứa nhỏ thì nhất định sẽ có cưng nhiều cưng ít, chưa kể Quý Huyền còn bị ông nội Quý trực tiếp giật đi rồi. Mẹ Quý đương nhiên thích Quý Yến đã ở bên cạnh bà từ nhỏ hơn. Khi Quý Yến lớn lên thì nói năng lanh lẹ, lanh lợi dễ thương, ngay cả cha Quý cũng thích Quý Yến hơn. Khi Quý Huyền lên 7 tuổi, ông nội Quý đưa Quý Huyền về với cha mẹ. Tất nhiên trong lòng mẹ Quý cũng rất vui vì con trai cả trở về, cũng chuẩn bị phòng, quần áo và đồ chơi các kiểu. Sau khi về nhà, lúc đầu Quý Huyền có chút không thoải mái, chủ yếu là do đột nhiên phải hòa nhập vào một môi trường xa lạ, anh không quen, mà anh cũng không quen thân với cha mẹ nữa. Khi ấy, cha mẹ Quý cũng không để ý và quan tâm nhiều đến cảm xúc của Quý Huyền. Quý Huyền còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng cũng là một cậu bé chơi đùa ở nông thôn mà lớn lên, nên ban đầu anh cũng không để ý lắm. Suy cho cùng, một người là mẹ ruột của anh và người còn lại là cha ruột của anh. Không ai là cha dượng hay mẹ kế cả. Quý Huyền không nghĩ rằng cha mẹ Quý không tốt với mình. Anh chỉ nghĩ rằng sau 2 ngày là anh có thể chung sống hòa thuận với họ như một gia đình. Với suy nghĩ như vậy, Quý Huyền sống cẩn thận hơn, dè dặt hơn, nghĩ là để cha mẹ không ghét mình. Kết quả đã 1 tháng trôi qua mà cuộc sống gia đình vẫn vậy. Mỗi lần nhìn gia đình 3 người vui vẻ là Quý Huyền hâm mộ chảy nước miếng. Chuyện xảy ra vào 2 tháng sau. Quý Huyền thấy cha mua một bộ xếp gỗ. Anh về nhà lâu vậy mà trừ đồ chơi trong phòng, cha mẹ Quý chưa từng chuẩn bị món đồ chơi khác cho anh. Quý Huyền thấy đồ chơi mới liền vui vẻ lấy chơi. Bộ xếp gỗ là Quý Yến hẹn trước với cha Quý rồi. Lúc nhóc ta về đến nhà thì thấy đồ bị anh trai lấy mất. Quý Yến vốn là một ông vua con. Trước đó vì cha mẹ đã nói là không được giành của anh trai nên mới an ổn lâu như vậy. Mắt thấy người máy xếp gỗ mới ra mắt bị cướp đi, sao mà nhịn được. Quý Yến lần nào ra giật ngay. Tất nhiên Quý Huyền không cho, hét lên. Em được cha mẹ cho nhiều quà rồi mà, cái này là của anh. Quý Yến không ngờ anh trai mình lại vô liêm sỉ như vậy. Nhóc ta gào lên. Của em, là em kêu cha mua cho. Cha Quý bực mình nhất với cái kiểu này, nên ông nói. Tiểu Huyền, em con muốn cái này. Nếu con muốn thì mai cha mua cho. Mẹ Quý nhìn Quý Yến đang gào khóc, cũng đau lòng nói. Đúng, Tiểu Huyền, con là anh. Con phải nhường cho em chứ. Quý Huyền cau mày nhìn cha mẹ rồi nói. Con cũng muốn mà. Cha Quý mất kiên nhẫn nói. Muốn thì mai cha mua cho. Cứ 1-2 dành với em vậy. Bản thân Quý Huyền thì muốn hay không không quan trọng, nhưng thấy cha mẹ đều ưu ái em trai hơn, trái tim anh đột nhiên mất cân bằng,
Anh đẩy Quý Yến ra rồi nói, con không cần, con muốn cái này. Quý Yến bị đẩy xuống đất, thế là gào khóc to hơn. Mẹ Quý đau lòng bước đến an ủi con, nhất thời không còn vẻ thân thiện như trước kia với Quý Huyền nữa. Quý Yến vừa khóc vừa hét, cút về nhà ông nội đi, không cho anh ở trong nhà em nữa, em không muốn anh trai như anh. Quý Huyền sừng sốt, hai mắt anh đỏ hoe, anh hét lên, em không muốn như cha mẹ muốn, anh là con của cha mẹ mà. Quý Yến khóc òa lên, cha mẹ đã bảo không cần anh đâu, cha mẹ chỉ yêu em thôi.